Thưa quý vị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân vừa ký ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển hàng hóa ra vào địa bàn tỉnh Quảng Nam trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp. Nội dung nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trong cả nước, với biến chủng Delta có tốc độ lây nhiễm cao và các ca bệnh lây nhiễm mới tại Quảng Nam đều xuất phát từ địa phương bên ngoài. Bởi vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị quản lý tốt hơn nữa công tác vận chuyển hàng hóa ra vào tỉnh Quảng Nam. Theo đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định tại công văn số 4835 ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ thành phố Đà Nẵng vào địa bàn tỉnh Quảng Nam và ngược lại phải thực hiện đúng các yêu cầu cụ thể như sau. Có giấy vận tải, giấy vận chuyển của các cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị thi công, đơn vị kinh doanh vận tải. Trong đó khai báo rõ địa điểm giao hàng, nhận hàng, lịch trình di chuyển và xác nhận của tổ chức cá nhân nơi giao nhận hàng. Nơi giao nhận hàng phải đảm bảo các quy định về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trường hợp không có giấy vận tải theo quy định nêu trên thì chỉ được phép giao nhận hàng, thực hiện trung chuyển hàng hóa tại các vị trí trên địa bàn, các huyện, thị xã, thành phố do Ủy ban Nhân dân cấp huyện công bố. Việc giao nhận hàng phải được thực hiện từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Riêng trường hợp vận chuyển hải sản phải thực hiện đổi lái xe tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi vào địa phận tỉnh Quảng Nam phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc một cung đường, hai địa điểm. Riêng lái xe từ thành phố Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Nam yêu cầu ngồi trên xe giao hàng xong phải quay ra ngay. Lái xe từ tỉnh Quảng Nam ra thành phố Đà Nẵng khi về nhà phải ở nhà, không ra ngoài trong thời gian 3 ngày, trừ trường hợp về rồi đi chở hàng lại ngay. Ngày thứ 3 phải đến cơ sở xét nghiệm SARS-CoV-2, nếu kết quả âm tính mới được ra ngoài. Tạm dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa ra vào giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng bằng xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy cho đến khi có thông báo mới. Thời gian thực hiện công văn này từ 12 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2021 đến khi có thông báo mới. Thưa quý vị, từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kêu gọi vận động đoàn viên công đoàn tổ chức nấu ăn, phục vụ công dân và các lực lượng làm việc tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực của tổ chức công đoàn nhằm góp phần chung tay với các cấp chính quyền đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Theo thống kê từ Liên đoàn Lao động tỉnh, mỗi ngày có hàng trăm đoàn viên công đoàn tham gia nấu ăn, phục vụ các khu cách ly. Đến nay đã có hàng ngàn suất cơm miễn phí được trao đến cho công dân, cũng như các lực lượng làm việc tại các khu cách ly. Việc phân chia đoàn viên tham gia nấu ăn được công đoàn các cấp thực hiện khoa học, trên nguyên tắc phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cơ quan. Dù khá bận rộn, song khi được phân công, các đoàn viên luôn vui vẻ thực hiện nhiệm vụ. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nên các cấp công đoàn Quảng Nam sẽ còn tiếp tục chung tay, góp sức đồng hành cùng chống dịch. Tin tưởng rằng với sự quyết tâm trong phòng chống dịch và sức mạnh đoàn kết chung sức của cả hệ thống chính trị, dịch bệnh sẽ sớm được khống chế, đẩy lùi, cuộc sống của nhân dân và mọi hoạt động kinh tế xã hội sẽ được bình thường trở lại. Thưa quý vị, Tỉnh ủy Quảng Nam gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ đón khoảng 12 triệu lượt khách. Trong số này, khách quốc tế chiếm 50%, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 26.000 tỷ đồng. Đến năm 2030, tỉnh dự kiến đón khoảng 18 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế chiếm 55% tổng lượng khách, thu nhập xã hội từ du lịch tăng lên 45.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đang tập trung phát triển Hội An trở thành đô thị du lịch tiêu biểu của cả nước, Cù Lao Chàm trở thành khu du lịch quốc gia, hoàn thành khai thông nạo vét sông Cổ Cò, phục vụ phát triển tuyến du lịch Hội An-Đà Nẵng, thu hút đầu tư phát triển núi Bằng Am trở thành khu du lịch mới. Ở phía Nam, Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025 hình thành được một số khu du lịch lớn tại vùng Đông Nam Thăng Bình, vùng Đông Tam Kỳ và huyện Núi Thành. Đây sẽ là không gian ưu tiên tập trung thu hút đầu tư phát triển du lịch nhằm giảm tải cho khu vực di sản với định hướng phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, thủ công truyền thống, gắn với du lịch tìm hiểu lịch sử văn hóa cách mạng, du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch công vụ mai. Nhằm động viên tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19, sáng qua lãnh đạo Hội Nông dân huyện Núi Thành và các xã thị trấn của huyện vừa đến thăm hỏi và tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung và các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.
Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Hội Nông dân huyện Núi Thành và các xã thị trấn của huyện đã trao 2.300 kg gạo, 52 thùng mì tôm, 528 kg rau củ quả các loại và nhiều nhu yếu phẩm khác cho lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly tập trung đặt tại trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến Cũ, xã Tam Anh Nam, khu cách ly tập trung trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ Cũ và khu cách ly tập trung trường cao đẳng Quảng Nam tại xã Tam Nghĩa. Dịp này, Hội Nông dân huyện Núi Thành và Hội Nông dân các xã thị trấn còn trao 1.000 kg gạo và 10 thùng mì tôm cho nhân dân ở tổ 3, tổ 4 và tổ 5 thôn Văn Trài, xã Tam Hiệp đang thực hiện phong tỏa để phòng chống tốt dịch COVID-19. Sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ Nguyễn Hồng Lai đã đến thăm 3 trường hợp là công dân nam quê ở tỉnh Cao Bằng vừa thực hiện xong thời gian cách ly và chuẩn bị về quê. 3 trường hợp này vào làm phu vàng tại huyện Bắc Trà My. Do không làm nổi, ba em đã trốn khỏi bãi vàng, đi bộ xuống thành phố Tam Kỳ và được đưa vào khu cách ly. Lãnh đạo thành phố đã đến thăm động viên và tặng 3 suất quà là tiền mặt hỗ trợ các em. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải tỉnh hỗ trợ xe đưa các em về quê vào ngày 10 tháng 8. Để góp phần xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân chất độc da cam, thời gian qua, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh cùng các cấp chính quyền luôn nỗ lực hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân, gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập cuộc sống. Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 6.256 nạn nhân chất độc da cam. Những năm qua, các cấp hội luôn vận động các nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân da cam. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2021, hội đã chi trên 2 tỷ đồng tặng quà cũng như lập sổ tiết kiệm hỗ trợ cho các nạn nhân. Từ nguồn quỹ huy động được từ các tổ chức cá nhân, tỉnh hội đã hỗ trợ sửa chữa 20 nhà, tặng 10 con bò giống, thăm khám bệnh miễn phí cho 500 lượt người nhiễm chất độc da cam với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Không chỉ chú trọng giúp hội viên về đời sống vật chất và tinh thần, hội còn làm tốt công tác bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân da cam, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị giám định người phơi nhiễm chất độc da cam được hưởng chế độ theo đúng quy định của pháp luật. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 3.000 nạn nhân chất độc da cam chưa được công nhận và khoảng 7.000 nạn nhân chất độc da cam chưa có điều kiện đi giám định. Khoảng 22 giờ tối ngày 7 tháng 8 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại số nhà 01 đường Tiểu La của hộ ông Hà Văn Nhật ở khối An Định, phường Minh An, thành phố Hội An. Khi phát hiện đám cháy, người dân đã hô hoán chữa cháy, đồng thời báo ngay cho lực lượng dân quân và công an phường. Nhận được tin báo, các lực lượng đã có mặt kịp thời vận hành hệ thống chữa cháy mới đầu tư trong khu phố cổ với 3 họng nước lớn khống chế đám cháy. Sau đó, các phương tiện phòng cháy chữa cháy của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bắc Quảng Nam cũng đã được điều đến hiện trường tham gia dập lửa. Hơn 1 tiếng đồng hồ, các lực lượng đã chữa cháy hoàn toàn, không để lửa lan rộng ra các ngôi nhà liền kề. Tuy không thiệt hại về người, nhưng chủ nhà cho biết đám cháy gây thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng ở thành phố Hội An đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Hôm qua, Thừa lệnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phan Văn Bình đã ký ban hành công văn về việc đón người dân Quảng Nam ở thành phố Đà Nẵng về quê và hỗ trợ nông sản thực phẩm cho nhân dân thành phố Đà Nẵng. Theo đó, công văn nêu, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại thành phố Đà Nẵng, để hỗ trợ chia sẻ cùng chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch, Thường trực Tỉnh ủy đã thảo luận và có ý kiến như sau. 1. Giao ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch phương án cụ thể để đón người dân Quảng Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê và thực hiện các biện pháp quản lý, cách ly tập trung, đảm bảo an toàn, không để lây lan ca nhiễm trong cộng đồng. 2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng xác định nhu cầu cần hỗ trợ, từ đó thực hiện các thủ tục mua nông sản, thực phẩm để hỗ trợ nhân dân thành phố Đà Nẵng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ nguồn quỹ phòng chống COVID-19 của tỉnh. 3. Các huyện, thị, thành phố có kết nghĩa với các quận, huyện của thành phố Đà Nẵng căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các huyện, thị, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện. Chuyển sang các tin tức quan trọng trong nước. Thưa quý vị, Nanocovax là vaccine made in Việt Nam đầu tiên, hiện đang thử nghiệm giai đoạn 3.
Dự kiến ngày 15 tháng 8, Bộ Y tế sẽ tiếp tục họp đánh giá kết quả lâm sàng giai đoạn 3A của vaccine này trước khi đề xuất về việc xem xét cấp phép khẩn. Hội đồng Đạo đức Quốc gia Bộ Y tế vừa họp thẩm định kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giữa kỳ giai đoạn 2 vaccine Nanocovax của công ty Nanogen. Bước đầu, các chuyên gia đánh giá vaccine này an toàn, có tính sinh miễn dịch khá tốt, có hiệu quả bảo vệ với người tiêm, đặc biệt ở hàm lượng 25 microgram. Hội đồng Đạo đức cho rằng nhóm nghiên cứu cần tiếp tục theo dõi, đánh giá thêm về độ an toàn của vaccine, đồng thời cần đánh giá hiệu quả bảo vệ trên cỡ mẫu lớn hơn. Bộ Y tế đã giao Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo có văn bản trả lời các tỉnh trên tinh thần đồng ý cho những địa phương này tham gia thử nghiệm, nhưng phải đúng quy trình và đảm bảo an toàn. Sau Nanocovax, ứng viên vaccine COVID-19 thứ hai của Việt Nam là Covivac cũng sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 trong tháng này. Bộ Công Thương vừa gửi tới Bộ Y tế và các bên liên quan văn bản tổng hợp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp đề xuất giải pháp hỗ trợ duy trì hoạt động sản xuất trong điều kiện có dịch. Trong đó có nhiều kiến nghị để tháo gỡ những khó khăn trong việc triển khai ba tại chỗ. Sau thời gian triển khai ba tại chỗ đã bộc lộ những bất cập, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam, các doanh nghiệp đều cho rằng khó khăn lớn nhất là cơ sở hạ tầng, chi phí thực hiện, quy định, hướng dẫn chưa cụ thể đồng bộ. Do đó, ngoài các quy định ba tại chỗ, một cung đường, hai địa điểm, Bộ Công Thương tổng hợp góp ý của cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị bổ sung các hình thức khác cho doanh nghiệp được lựa chọn. Theo đó, cần có các quy định cụ thể đối với trường hợp người lao động được về nhà, không nhất thiết phải ở tại doanh nghiệp. Yêu cầu là cần có cam kết của doanh nghiệp với địa phương, người lao động với doanh nghiệp. Việc di chuyển bằng phương tiện cá nhân giữa nơi ở của gia đình và cơ sở sản xuất, đảm bảo các biện pháp an toàn tương tự trường hợp F1 từ cách ly tại gia đình và di chuyển theo tuyến cố định, không dừng đổ dọc đường. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định số 1161 về việc thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định 1161, riêng các trường hợp như cấp cứu, thiên tai, hỏa hoạn, thi hành công vụ hoặc theo yêu cầu phòng chống dịch, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, hoạt động bưu chính, viễn thông, lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật, các phương tiện vận chuyển và hoạt động cung cấp hàng hóa thiết yếu vẫn được phép đi lại. Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết người dân đều chấp hành không ra đường trong giờ giới nghiêm. Các hàng quán tạm nghỉ bán, lực lượng chức năng cũng đã tuần tra xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Thưa quý vị, mặc dù rất tích cực tháo gỡ, nhưng cảng Cát Lái thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng trước nguy cơ quá tải ngưng hoạt động khi lượng container tồn bãi sắp đạt gần 100% công suất. Hoạt động giao nhận xuất nhập khẩu của doanh nghiệp bị ùn ứ đình trệ kéo dài, phải xoay sở đủ cách, đủ kiểu, tìm các phương án vận chuyển khác để đáp ứng tiến độ đơn hàng. Trong khi đó, các giải pháp tháo gỡ khác vẫn đang tích cực được triển khai. Đã 2-3 tuần nay, hoạt động sản xuất tại nhà máy này bị đình trệ nghiêm trọng vì thiếu nguyên liệu. Mặc dù tất cả số hàng hóa này đều đã cập cảng Cát Lái, nhưng doanh nghiệp không thể lái về vì bị mắc kẹt giữa hàng trăm nghìn container tồn bãi ở đây. Không chỉ vậy, sản phẩm làm ra cũng không thể vận chuyển đi, doanh nghiệp phải tìm đủ cách ứng phó. Để tháo gỡ cho doanh nghiệp, hàng loạt biện pháp đã được triển khai như tạm ngưng nhập container vào cảng, sắp xếp và đưa container rỗng ra khỏi khu vực cảng, ưu tiên thông quan cho hàng hóa thiết yếu, giảm phí container. Các doanh nghiệp cũng chủ động đưa hàng hóa đến các hệ thống cảng biển khác, nhưng khó khăn nảy sinh, đòi hỏi phải có giải pháp căn cơ. Hiện tại là cái lượng hàng hóa vẫn tiếp tục về theo lịch tàu từ trước khi có chỉ thị 16 và lịch chỉ định là về cảng Cát Lái. Do đó điều này chúng ta cũng khó nào có thể xoay sở được vì các hãng tàu không thể là thay đổi cái điểm đến được. Ngành hải quan đang gấp rút tháo gỡ các vướng mắc về mặt thủ tục để giải phóng tối đa hàng tồn. Song song đó, Cục Hàng hải Việt Nam cũng thành lập Sở Chỉ huy Tiền phương tại thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp xử lý khó khăn phát sinh, đặc biệt là nghiên cứu điều phối hoạt động giữa các hệ thống cảng biển. Cũng đã tính đến cái phương án tạm thời làm sao cho chấp nhận được tối đa những cái chứng từ mà trước đây là bản giấy hoặc là bản chụp, và chúng tôi sẽ tiến hành hậu kiểm sau. Có thể thành lập cái chi cục kiểm định hải quan để hỗ trợ thông quan ngay tại cảng Cái Mép Thị Vải để giảm tải hàng hóa cho cái cảng Cát Lái. Hiện nay sản xuất của doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt khoảng 30% công suất. Như vậy không chỉ Cát Lái mà rất nhiều cảng biển khác cũng đứng trước nguy cơ bị biến thành kho chứa container. Về lâu dài, cần có những cơ chế thoáng hơn để doanh nghiệp hoạt động trở lại.
từ đó có cơ sở giải phóng hàng hóa mắc cạn tại cảng biển. Bộ Công Thương vừa lập thêm tổ công tác đặc biệt nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa và hỗ trợ duy trì hoạt động sản xuất tại miền Bắc và miền Trung. Tổ công tác có nhiệm vụ nắm sát diễn biến thị trường và nhu cầu hàng hóa thiết yếu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, miền Bắc và miền Trung, nhất là các tỉnh, thành phố đang áp dụng biện pháp giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ công tác cũng có trách nhiệm kết nối cung cầu hàng hóa thiết yếu giữa các địa phương, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân trong vùng dịch, thực hiện việc điều tiết cung ứng hàng hóa thiết yếu thông suốt tại các tỉnh, thành phố có dịch, giữa các tỉnh, thành phố có dịch với các địa phương khác, phối hợp cùng lực lượng chức năng tại các địa phương chống hiện tượng găm hàng, tăng giá, ép giá, bán hàng kém chất lượng, đồng thời hỗ trợ và đào tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản khi vào vụ thu hoạch tại các địa phương, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho hoạt động của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics. Đặc biệt, tổ công tác sẽ hỗ trợ các đơn vị sản xuất tại các khu cụm công nghiệp thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn dịch bệnh, duy trì sản xuất, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa. Thưa quý vị, trên địa bàn huyện Bắc Trà My hiện có 204 nạn nhân chất độc da cam. Để góp phần xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân, thời gian qua, Hội Chữ Thập Đỏ nạn nhân chất độc da cam huyện Bắc Trà My đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ sinh kế, giúp nạn nhân da cam vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Những năm qua, từ sự hỗ trợ của Hội Chữ Thập Đỏ nạn nhân chất độc da cam huyện, nhiều hộ gia đình có nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn đã có thêm điều kiện để phát triển kinh tế. Bà Trịnh Thị Thắng cùng chồng tham gia kháng chiến chống Mỹ và bị phơi nhiễm chất độc da cam. Do ảnh hưởng từ chất độc, năm 1986, chồng bà qua đời, một mình bà Thắng tần tảo nuôi 4 người con trưởng thành. Cuộc sống gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền hỗ trợ nạn nhân da cam hơn 2 triệu đồng mỗi tháng. Trước hoàn cảnh khó khăn, bà Thắng được Hội Nạn nhân da cam Dioxin Bắc Trà My hỗ trợ sinh kế bằng cách cho mượn bò gai giống. Đến nay, bà Thắng đã gây dựng được đàn bò 6 con, kinh tế gia đình ổn định hơn trước. Ông thì đi bộ đội về chết sớm, cô thì chắc độc cũng yếu rồi. Thì cô cũng như cái của hội nhà nước hỗ trợ cho cô cũng có đàn bò. Thì trong khi mấy năm thì mượn vai của ngân hàng tín dụng tính sách thì trừ cũng có là phát triển gì cũng lăn lăn ra trỏ rồi cũng mừng là mừng trời phát triển được kinh tế. Theo thống kê, trong những năm gần đây, Hội Chữ Thập Đỏ nạn nhân chất độc da cam huyện Bắc Trà My đã hỗ trợ bò, lợn giống tặng 26 gia đình nạn nhân chất độc da cam, giúp họ có tư liệu sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, Hội còn luôn đồng hành, hỗ trợ, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho các nạn nhân thông qua các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như thăm hỏi, tặng quà nạn nhân chất độc da cam nhân dịp lễ Tết, khi bị ốm đau, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng sổ tiết kiệm, tặng xe lăn cho các nạn nhân. Qua kiểm tra hàng năm đều có kiểm tra thì nói chung là bảo toàn được vốn mà còn phát triển được cái đàn bò mà giúp cho người ta vượt được khó khăn để mà hòa nhập với này cộng đồng và xã hội thì chúng tôi rất là mừng. Pháp định cho nhân đã rộng những cái mô hình này để làm sao giúp đỡ được nhiều người là nạn nhân hội viên của mình. Cái luân phiên nuôi chăn bò, chăn nuôi của có cái hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam rất là hiệu quả và có nghĩa là cái tình cảm, cái niềm tin của cái hộ nạn nhân nghĩ là mình cho mượn cái vốn và không lấy lãi và tạo điều kiện cho gia đình các nạn nhân có điều kiện sống tốt hơn và nâng lên để góp một phần trong cái việc xóa đói giảm nghèo. Những hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn của Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện Bắc Trà My đã góp phần thiết thực giúp đỡ nạn nhân và gia đình họ vơi đi phần nào những khó khăn, tự vươn lên làm chủ cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Thưa quý vị, chương trình Thông tin Ngày Mới đến đây đã kết thúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qdt.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thông tin Ngày Mới số tiếp theo.